thà là tiền mình làm ra ít cũng được, nhưng mà mình còn làm ra tiền còn hơn là cứ ngồi mà đi chờ đại gia nhanh thì có lẽ không phải là ai cũng được đại gia bao nuôi đâu. Người ta phải như thế nào thì mới được đại gia bao nuôi cơ. Mình đang dùng loại này này 2 năm rồi vẫn chưa phải thay lưỡi này. Hello anh chứa kẹo nha. Con này mà 2 năm thì có lẽ là thay lưỡi được rồi đấy anh ơi. Nó bền thì nó bền thật, nhưng mà 2 năm thì mình cứ thay lưỡi đi để cho nó, thứ nhất là nó đảm bảo vệ sinh, thứ hai nữa là thay lưỡi thì nó sẽ cạo ngọt hơn. Tại vì lưỡi mà dùng lâu quá như vậy thì cạo nó vẫn được, nhưng mà nó sẽ không ngọt như là những cái lưỡi mới đâu nhá. Con này thì tầm 1 năm là thay lưỡi là vừa, 1 năm thay lưỡi là vừa đấy. Rồi làm lấy mà ăn anh Kiều Phong ạ. Làm lấy mà ăn chứ. Thầy Huấn nói rồi, có làm thì mới có ăn. Anh Dũng ơi, mình đặt vào lúc nào ạ? Em thì em chưa nhận thêm được một đơn của anh. Em chưa nhận thêm một đơn của anh Dũng đâu nhá. Ngọt hơn em luôn anh ạ. À, lưỡi có bán lẻ không nhỉ? Em có bán lẻ lưỡi nha anh sữa kẹo nhá. Lẻ lưỡi thì anh bấm giúp em vào giỏ hàng màu vàng thì anh mã 03 là lẻ lưỡi nhá. Lẻ lưỡi thì là 30.000 một bộ. Nhưng mà nếu mà mình áp mà làm giá vào ấy thì mình sẽ được giảm giá nhá. Và ngày hôm nay thì tất cả mọi người mua hàng của nhà em mọi người đều được hỗ trợ hoàn toàn tiền ship nhá mọi người ơi. Mọi người được free ship hoàn toàn đấy mọi người ạ. Hôm nay thì mọi người được free ship hoàn toàn này. Đặt hàng qua line chỉ cần áp mã vào này. Chỉ cần áp mã vào thì mọi người sẽ được giảm giá nữa nhé. Đã mua nhé này. Anh Tiến Nhật ơi. Anh Tiến Nhật ơi, em thấy đơn của mình rồi ạ. Trước tiên là em cảm ơn anh này. Nhưng mà em hỏi là tại vì sao là anh không đặt đấy combo luôn anh ơi. Mình đặt combo ấy thì sau này mình mới có lưỡi này để mình thay thế. Có nghĩa là combo là mình sẽ mua thêm một bộ lưỡi cạo sơ mua này. Thì mình sau này mình mới có lưỡi để thay thế mọi người ơi. Nếu còn mà mình đặt lẻ máy như vậy ấy, thì sau này muốn thay lưỡi lại phải đặt riêng một bộ lưỡi như vậy có tốn tiền ship ạ. Nên là mình cứ hủy cái đơn này đi, mình đổi lại combo anh nhé. Bảo hành nhá anh Linh Tạc ơi, bảo hành nhá. Bên em có bảo hành cho mọi người này, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng. Mua hàng của nhà em về mà cạo không đúng như là em quảng cáo trên line, quay lại em cho mọi người trả hàng hoàn tiền nhá. Tuần nữa giao hàng hả? Anh Khánh Tây ơi, mình đặt chưa? Nếu mà hôm nào mình về rồi thì mình đặt, còn bây giờ mà mình đặt thì một tuần nữa. Đơn đấy, đơn thì nó chỉ có 12 tiếng để sắp xếp vận chuyển này. Và chỉ có trong vòng 1 ngày là để gửi đi thôi. Nên là nếu mà bây giờ anh đặt rồi ấy mà anh chưa ở nhà nhận được ấy, thì một là mình đặt về thì mình có thể nhờ người nhà nhận hộ nhá. Hoặc là anh có thể hẹn với ship ạ. Chứ còn anh đặt thì là bọn em phải gửi đi luôn, bọn em không để được ạ. Free ship hả em này, anh Linh Tặc ơi, hôm nay là em đang free ship cho mọi người nha. Em hỗ trợ hoàn toàn tiền ship cho mọi người luôn. Bất cứ mọi người mua cái sản phẩm gì ở trong giỏ hàng đều được hỗ trợ hoàn toàn tiền ship mọi người nhá. Nên là hôm nay là mạnh dạn ấn vào giỏ hàng đi mọi người ơi. Anh Hải nào, anh Hải ơi, ấn vào chữ mua màu đỏ mà đang hiện ở trên màn hình của anh nha anh ơi. Ấn vào chữ mua màu đỏ đi để mình được hỗ trợ giảm giá và giảm ship này. Tiền ship là được hỗ trợ hoàn toàn rồi, giảm giá thôi. Hôm nay là tiền ship đó là em hỗ trợ cho mọi người đấy. Anh Dòng Sông Xanh ơi, bấm giúp em vào chữ mua mà đang hiện ở trên màn hình của anh để mình đặt hàng nhá. Đặt hàng thì cứ chọn combo cho em. Combo là sẽ gồm một máy cạo râu và một cái bộ lưỡi cạo sơ cua này sau này cho mọi người thay thế nhá. Đây là cứ chọn combo đi mọi người ơi. Chọn combo để được giảm giá nhiều hơn nhé. Còn tiền ship thì hôm nay là em hỗ trợ hoàn toàn cho mọi người rồi. Tại anh dùng loại 3 đầu nhưng mà không sát. Cái này chắc chắn sát à. Anh Linh ơi cứ yên tâm. Anh mà đang lưỡng lự thì anh ấn cho em vào giỏ hàng này. Anh ấn cho em vào shop của em ấy, anh đọc đánh giá cho em. Hoặc là anh ấn vào cái video thứ 3 trong trang cá nhân này của em, mình xem video cho em nhé. Nếu mà đang lưỡng lự nhé. Còn con này mà mua về mà cạo không sát thì quay lại em cho anh hoàn tiền. Em cho anh hoàn hàng, em trả tiền cho anh luôn. Em thì em không có con 3 lưỡi nhưng mà em có cái con 2 lưỡi này. Thì nó cũng thêm một cái hình tròn nữa là giống cái con anh đang cạo thôi đúng không? Con này thì thiết kế của nó là lưỡi xoay. Lưỡi xoay cho nên là nó sẽ cạo lâu hơn là cái con lưỡi cắt ngang này nhá mọi người. Nó sẽ cạo lâu hơn và con này thì chỉ có một lưỡi để cạo. Con này thì nó có tới 2 lưỡi, một lưỡi cạo và một lưỡi cắt này.
một lưỡi cắt này mọi người ơi. Lưỡi cắt này thì râu dài và mình có thể cắt ngắn bớt rồi mình cạo thì nó sẽ dễ dàng và nó nhanh hơn. Còn con này chỉ cạo không thôi, thì râu ngắn thì mình có thể cạo được nhưng mà nó hơi lâu này. Còn râu dài thì con này để mà nói cạo thì nó không sạch được đâu ạ. Em nói thật luôn đấy, tại vì em có test rồi, em có mua về để test cho khách rồi và em chọn bán cái con này đấy mọi người ạ.